네, 112죠? 여기 해성병원 응급. 시간을 되돌리면 기억도 지워질까? 해볼 수도 없는 말들을 내뱉는 걸 알아. 더... Nếu như bạn rơi vào tình cảnh vừa rồi và đang tìm cho mình một chiếc điện thoại để thay thế, rất đơn giản. Hãy đến với buổi khai trương cửa hàng Savonet tại địa chỉ 157 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26 tháng 3 tới. Tại đây thì bạn sẽ có cơ hội bốc thăm để trúng một chiếc Samsung Galaxy S7 cùng rất nhiều phần quà giá trị khác. Chi tiết hãy kích vào đường link bên dưới nhé. Ơ, ok. Tuần này tôi bảo này, tôi mới biết trò này hay cực, để tôi làm cho ông xem nhé.